các trò chơi chiến tranh của Trung Quốc rất dễ thấy. Chứng kiến các cuộc tập trận hàng hải gần đây với Nga và các cuộc tập trận trên không với Thái Lan, cũng như cuộc tập trận vận chuyển binh lính bằng phà chở khách trước khi cuộc tập trận chiến tranh của chính Đài Loan bắt đầu vào ngày 24 tháng 7, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết đạt được sự thống nhất hòa bình của đại lục với Đài Loan. Tuy nhiên, một số nhà bình luận lo ngại rằng thay vào đó, Trung Quốc có thể cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Bất kỳ nỗ lực như vậy diễn ra sẽ khó có thể che giấu. Nếu Trung Quốc muốn xâm chiếm Đài Loan, đó sẽ là một công việc toàn quốc của toàn thể chế độ. John Culver, một cựu nhân viên CIA, hiện làm việc cho Hội đồng Đại Tây Dương, một nhóm chuyên gia cố vấn của Mỹ, cho hay. Trước thềm cuộc xâm lược, lực lượng không quân có thể sẽ chiếm lĩnh toàn bộ không phận của Trung Quốc, gây ra sự gián đoạn gần như hiển nhiên ngay lập tức đối với người dân Trung Quốc nói chung và các nhà quan sát ở nước ngoài. An ninh và nhân viên tại các căn cứ không quân và cảng biển, cơ sở hạ tầng quan trọng và dọc biên giới đất liền của Trung Quốc sẽ được tăng cường. Các tiền đồn quân sự ở Djibouti và Tajikistan sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao. Phần lớn hoạt động này có thể được nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh, mặc dù Trung Quốc có thể sẽ cố gắng can thiệp vào việc thu thập hình ảnh đó. Trong những ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công, các vệ tinh của Trung Quốc sẽ tập trung xung quanh các vệ tinh của Mỹ nhằm bắn phá chúng. Trong khoảng một giờ cuối cùng trước khi bắt đầu sứ mệnh, các cuộc tấn công mạng có thể sẽ cố gắng đánh bật khả năng của các quốc gia khác trong việc xem các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang làm gì. Việc xây dựng hậu cần đã có thể được người ngoài nhìn thấy từ nhiều tuần trước đó. Trước ngày Z, như Ian Easton đã gọi tên nó, trong mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc, toàn bộ bờ biển phía đông nam của Trung Quốc, gần Đài Loan nhất, sẽ bị biến thành trại chiến tranh được trang bị đầy đủ với dây thép gai răng dọc theo bờ biển. Bờ biển, các hạm đội tàu dân sự và quân sự và các trại quân sự rộng lớn chứa một đội quân được mở rộng rất nhiều và tất cả các thiết bị của họ. Một tuyến đường sắt và vận chuyển hàng hóa ổn định với sự tích tụ của quân đội và các phương tiện khác sẽ vận chuyển người, vũ khí, đạn dược và vật tư. Các tàu thương mại và tàu tuần duyên sẽ được chưng dụng cho mục đích quân sự cùng với nhiều phương tiện đường bộ dân sự. Các bệnh viện dã chiến sẽ được thành lập giống như Nga đã làm gần biên giới với Ukraine khoảng 2 tháng trước cuộc tấn công vào năm ngoái. Cuộc sống thường dân sẽ sớm bị gián đoạn, các chuyên gia và quan chức Trung Quốc có thể sẽ bị triệu hồi từ nước ngoài về và các chuyên gia thường trú và giới thượng lưu cũng như gia đình của họ sẽ không được rời khỏi đất nước. Kiểm soát vốn sẽ chặt chẽ và rộng rãi. Có thể có một đợt hiến máu trên toàn quốc và các ngân hàng máu có thể được chuyển đến gần các khu vực chiến sự tiềm năng gần bờ biển chỉ vài ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công. Các mạng riêng ảo mà hàng triệu người Trung Quốc sử dụng để vượt qua tường lửa Internet có lẽ sẽ trở nên khó sử dụng hơn bao giờ hết. Tín hiệu về ý định của chính phủ có thể được chú ý sớm hơn. Dễ thấy nhất sẽ liên quan đến các chiến dịch tuyên truyền. Ông Culver nói, một cuộc tấn công sẽ thể hiện một sự thay đổi lớn trong cách Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp pháp hóa sự cai trị của họ ở trong nước, từ tăng trưởng kinh tế đến liên minh với Đài Loan. Công dân Trung Quốc, những người được dạy từ thời thơ ấu rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Tổ quốc, sẽ phải chịu các chiến dịch thông tin đại chúng mạnh mẽ và phổ biến về điều đó, cũng như những cảnh báo đen tối về các nhà hoạt động bạo lực ủng hộ độc lập ở Đài Loan. Một chiến dịch đồng thời nhằm gây ảnh hưởng đến quan điểm ở Đài Loan, đặc biệt thông qua các mạng xã hội và các bộ phận thân Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông của họ có thể nhấn mạnh việc Mỹ không sẵn sàng bảo vệ Đài Loan, đồng thời ca ngợi sự giàu có, sức khỏe và hạnh phúc của người dân đại lục, cũng sẽ có các chiến dịch thông tin sai lệch. Ông Culver cho biết về mặt quân sự, việc sản xuất đạn dược sẽ tăng mạnh trong vòng 6 tháng hoặc hơn, trước khi có bất kỳ cuộc tấn công nào được lên kế hoạch. Các bài tập huấn luyện sẽ tạm dừng, để các thiết bị chính có thể được bảo dưỡng. Tất cả các kỳ nghỉ phép cho các lực lượng vũ trang sẽ bị hủy bỏ, và việc xuất ngũ của các tân binh theo hợp đồng ngắn hạn sẽ bị đình chỉ, như đã xảy ra vào năm 2007, trước cuộc bầu cử ở Đài Loan, khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo sợ rằng một ứng cử viên ủng hộ độc lập sẽ giành chiến thắng. Các cuộc họp cấp cao ở Bắc Kinh và xung quanh các trung tâm chỉ huy sẽ tăng mạnh. Các chiến dịch giáo dục và thông tin cho các lực lượng vũ trang cũng sẽ thay đổi. Đối với hầu hết các thành viên của lực lượng vũ trang Trung Quốc, đây sẽ là lần đầu tiên họ chuẩn bị giết người thực sự. Theo The Economist, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.